Vợ chồng Puka được khen đẹp đôi trong lễ cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Diễn viên Puka vui vì cô và ông xã Kim Tuấn Kiệt được khen đẹp đôi, có nét phu thê. Puka, Kim Tuấn Kiệt làm tiệc báo hỷ tối ngày 6 tháng 11 tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Bình Tân. Chú rể nắm tay cô dâu tiến vào sân khấu trên nền nhạc liên khúc Ta Là Của Nhau, Cưới Nhau Đi do Lily, Hòa Minzy, Eric và Mai Tiến Dũng hát tặng. Puka cho biết vợ chồng cô xúc động khi nhận nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp. Chú rể âu yếm, không ngừng thể hiện tình cảm với vợ. Cặp viên ương được nhận xét đẹp đôi, có tướng phu thê. Puka diện đầm cút ngực chất liệu lụa cao cấp. Tôn hình thể mảnh dẻ. Kim Tuấn Kiệt mặc suit đen. Cặp sao nâng ly mừng hạnh phúc. Puka nói từng lo ngại chuyện lớn hơn Kim Tuấn Kiệt 5 tuổi nhưng sự bảo vệ, yêu thương của chồng hơn 4 năm qua giúp cô nhận ra mình không chọn sai người. Kim Tuấn Kiệt trước đó nói không muốn hề hẹn vì sợ chỉ là lời nói suông. Bù lại, anh tiếp tục làm những điều đã thực hiện mỗi ngày cho vợ, để cô cảm nhận được tình yêu thương. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện. Dù có những thử thách, sóng gió, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được để hôm nay đến với một chương mới của cuộc đời. Cục vợ của anh yêu em, Kim thổ lộ. Họ đính hôn hồi tháng 5. 4 năm qua, cả hai giữ kín chuyện tình cảm, chỉ chia sẻ với một số đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Hôm 1 tháng 11, Puka, Kim Tuấn Kiệt tổ chức lễ vu quy tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Giang làm chủ hôn. Ngày 4 tháng 11, họ tổ chức lễ cưới ở biển Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau tiệc báo hỷ, cả hai sẽ làm một đám cưới khác theo phong cách miền Tây ở Đồng Tháp, quê cô dâu. Ở tuổi 34, Puka nói sẵn sàng lập gia đình khi đủ chín chắn. Giờ tôi thấy bản thân không còn trẻ nên luôn mở rộng cửa để tiến tới hôn nhân, cô cho biết. Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Sinh năm 1989, quê Đồng Tháp. Cô là diễn viên của sân khấu Thế Giới Trẻ, từng đóng nhiều phim điện ảnh như Chạy Đi Rồi Tính, Yêu Đi, Đừng Sợ, Mùa Viết Tình Ca. Năm 2022, cô góp mặt trong phim Kẻ Độc Hành do Huỳnh Lập sản xuất. Kim Tuấn Kiệt sinh năm 1994, quê Thừa Thiên Huế. Anh đi hát, diễn xuất khi còn là sinh viên khoa âm nhạc trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng tham gia chương trình Sing Me Song 2018, đóng nhiều phim như Gia Đình Số 1, 100 Ngày Bên Em, Biệt Thự Spencer, Xuất. Năm 2022, anh đoạt giải Nam Diễn Viên Truyền Hình Được Yêu Thích ở giải Ngôi Sao Xanh với phim Suya Hay Suya. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.